Xưa kia, sau thời các vua Hùng là thời của Thục Phán, đặc hiệu là An Dương Dương lập ra nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa. Hỡi các tướng lĩnh của ta, qua bao nhiêu trận đánh và máu xương của những anh hùng đã ngã xuống, chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng, giành được đất này khỏi tay kẻ địch. Ta Thục Phán từ nay xưng hiệu là An Dương Dương, nước ta sẽ mang tên là Âu Lạc. Coi khắp đất này, có nơi đây mang hình đầu rồng, hẳn là chốn khởi phát trường cửu của triều đình ta muôn đời. Vậy kinh đô sẽ được xây cất tại đây. An Dương Dương vạn quê, Âu Lạc vạn quê. Mỹ Châu con gái cưng của ta, bái kiến phụ vương. Từ nay con sẽ là công chúa Mỹ Châu của đất Âu Lạc. Tạ ơn phụ vương. An Dương Dương vạn quê, Âu Lạc vạn quê. Tình hình chưa đủ rối ren hay sao? Một tên Thục Phán tự xưng vương ở phía nam, binh lính hùng mạnh, chẳng phải là cản đường xưng bá của ta hay sao? Thưa Triệu Dương, vùng phía nam thường có nhiều nhóm tàn binh nổi lên, có khi không đáng ngại như ngài nghĩ đâu ạ. Hắn đã xưng vương rồi kia kìa, lại còn chuẩn bị xây thành đắp lũy dựng đô nữa. Ý đồ bá chủ của An Dương Dương hẳn là không còn xa nữa rồi. Bao! Tâu Triệu Dương, Thế tử Trọng Thủy đã chinh phạt phương đông trở về. Hay lắm! Đưa con trai ta vào đây. Thế tử Trọng Thủy đã về. Thế tử là người văn võ song toàn, chắc chắn sẽ giải quyết nỗi u sầu của Triệu Dương. Thưa phụ vương, con đã về. Trọng Thủy, con mau đứng lên đi. Ta thấy cũng ổn đấy. Đồi này tuy cao, nhưng ta muốn đắp cao hơn một chút nữa. Phần móng thế nào rồi? Thưa An Dương Dương, đất ở đây khó đào, khá khô và sỏi đá nhiều. Hơn nữa... Thế nào? Tâu bệ hạ, từ sáng tới giờ cứ xây tới đâu lại đổ tới đó. Chúng thần đã thử mọi cách, các thợ xây đã bắt đầu nản chí, và họ là những người thợ hàng đầu đó ạ. Như vậy nghĩa là sao? Bệ hạ, những người thợ cho rằng ở đây có yêu quái, vì trước đây từng là chiến trường của ta và quân Triệu Đà. Vậy thì không ổn, không thể để cho lòng dân lung lay. Ngươi hãy đi báo với mọi người, lập đàn tế bái trời đất, đồng thời bí mật cho người đi tìm xem ai có thể giúp chúng ta xây thành này. Tuân lệnh. Công chúa đâu rồi? Ngươi làm gì ở đây? Công chúa, thần mới phải hỏi người câu đó đó. Sao người lại trốn đi vào rừng lúc đêm khuya như thế này? Người có chuyện gì thì thần biết làm sao đây? Người lo lắng cái gì? Ta vào rừng hái cây thuốc để làm trà an thần cho cha ta uống, sẽ về ngay thôi. Nhưng sao người không đợi đến sáng mai kêu vài tin đến đi cùng? Bọn họ chỉ làm vướng chân ta. Giờ thì ngươi im lặng để ta hái cho xong rồi trở về nhà trước khi cha ta phát hiện. Công chúa ơi, thật sợ quá à. Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Ta nói cho biết đây là... Là ai? Nói ta nghe xem. Thì là con gái nhà lành. Mấy người đừng có làm càn, chúng ta la lên đó. Con nhà lành mà lại đêm hôm vào rừng thế này sao? Bọn ta đang săn bắn ở đây, lỡ bắn trúng các người thì sao đây? Quanh đây là rừng của nhà vua, ai cho các người săn bắn? Nếu vậy cô cũng đâu được vào đây.
Giờ ta bắt các cô ra cho nhà vua xem ai sẽ bị phạt. Thế tử. Chúng tôi ở đây. Cứ chúng tôi với. Xin chư vị thần linh, tổ tiên Long Quân chứng giám. Nước Âu Lạc trải qua bao thăng trầm mới có hòa bình như ngày nay. Xét thấy địa thế Đông Đô không nơi đâu bằng đất này. Vậy nếu ý trời thuận theo thì xin giúp chúng tôi xây được thành lũy chắc chắn, chống quân xâm lược, giữ yên bờ cõi.